Kính chào quý vị khán giả, chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. WHO, Omicron tàng hình đã xuất hiện tại 57 quốc gia. Bộ trưởng Y tế, mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân, chia sẻ được đưa ra trong bối cảnh niềm tin của người dân vào ngành y tế đang giảm sút nghiêm trọng. Trong đại dịch, hàng vạn y bác sĩ vắt kiệt sức để làm giàu cho túi tham của cấp trên. Hà Nội lì xì người dân 2.500 mũi vaccine COVID-19 ngày đầu xuân năm mới. Trung Quốc tuyên bố tìm ra kháng thể vô hiệu hóa Omicron. Vui chơi không quá đà, chúc Tết nhớ 5K. Vâng thưa quý vị, đó là lời khuyên Huy Hoàng muốn gửi tới quý vị trong suốt dịp Tết Nguyên đán này. Chúc quý vị khán giả dồi dào sức khỏe và đầm ấm hạnh phúc bên gia đình của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Hà Nội lì xì người dân 2.500 mũi vaccine COVID-19 ngày đầu xuân năm mới. Thưa quý vị, đến nay thành phố đã tiêm được hơn 2,5 triệu mũi 3 vaccine phòng bệnh COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội trong ngày 1 tháng 2, có nghĩa là mùng 1 Tết Nhâm Dần, thành phố vẫn tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết. Cụ thể, trong ngày mùng 1 Tết, Hà Nội đã tiêm được 2.434 mũi vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Qua đó nâng tổng số mũi tiêm thành phố thực hiện lên 14,8 triệu mũi. Theo Sở Y tế Hà Nội, các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 vẫn được đảm bảo xuyên suốt dịp Tết như giám sát người nhập cảnh, xét nghiệm, chiến dịch tiêm chủng người dân, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở tiếp nhận và hỗ trợ người bệnh theo dõi tại nhà, đảm bảo an toàn cho người dân. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Trong đại dịch, hàng vạn y bác sĩ vắt kiệt sức để làm giàu cho túi tham của cấp trên. Ngành y tế thối nát, ăn tiền ngay cả trên nỗi thống khổ của nhân dân, đồng bào trong đại dịch COVID-19. Đó là suy nghĩ của nhiều người dân vào thời điểm này. Chứng kiến hàng loạt vụ của các nhà lãnh đạo ngành y, CDC các tỉnh thành thì chúng ta sẽ thấy nhận định đó là không sai. Thế nhưng, nếu gói gọn tất cả vào hai từ ngành y thì chúng ta lại vô tình bỏ qua những công lao của hàng vạn y bác sĩ lao đầu vào tâm dịch. Nếu trách thì hãy trách những cấp trên của họ, còn với các y bác sĩ, xin được dành những lời cảm tạ, lời tri ân sâu sắc nhất từ tận đáy lòng. Trải qua 4 đợt dịch COVID-19, những đóng góp của lực lượng tuyến đầu chống dịch không gì kể xiết. Giai đoạn đầu ở thành phố Hồ Chí Minh, không ai có thể hình dung dịch lại bùng phát khủng khiếp như thế. Số ca mắc và không qua khỏi ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với các tỉnh phía Nam liên tục tăng, nhất là tháng 7, ca nhiễm tăng 23 lần chỉ trong vòng 4 tuần. Đó là khi thời điểm số lượng các ca F0, bệnh nhân trở nặng và số ca không qua khỏi liên tục tăng cao mỗi ngày. Chẳng hạn có giai đoạn tốc độ xét nghiệm không đạt như mong muốn, F0 không được phát hiện hết, âm thầm lây lan trong cộng đồng, rồi F0 trở nặng vì nhiều nguyên nhân. Hệ thống tổng đài cấp cứu 115 và sau đó là khai báo y tế 1800-1119 gần như bị nghẽn hết. Xe cấp cứu càng thiếu hơn, lúc người bệnh gọi được xe thì đã trở nặng, mà đã xong đâu. Không ít người nằm trên xe cấp cứu đi hết nơi này sang nơi kia, không nhập được viện vì đã quá tải. Dịch bệnh trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh vô cùng phức tạp. Suốt nhiều tháng qua, hàng ngàn nhân viên y tế ngày đêm gồng mình chiến đấu với dịch COVID-19, áp lực thể chất, tinh thần đè nặng lên vai mỗi người. Họ làm việc đến 200% sức lực, ngày càng giành giật sự sống cho nhiều bệnh nhân cùng lúc. Bên cạnh đó là nỗi khổ do phải xa gia đình, người thân, làm việc dài ngày trong môi trường nguy cơ lây nhiễm cao và căng thẳng. Nhiều cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế đã nhiễm SARS-CoV-2, thậm chí có người vĩnh viễn ra đi. Họ đánh đổi tất cả để mang lại sự an toàn cho người dân và họ cũng không biết rằng mồ hôi, xương máu của mình đang bị trục lợi để làm giàu cho túi tham của những lãnh đạo chỉ tay năm ngón của họ. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Bộ trưởng Y tế, mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chia sẻ được đưa ra trong bối cảnh niềm tin của người dân vào ngành y đang giảm sút nghiêm trọng. Cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam đang chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Nếu như đến cuối năm 2020, cả nước có 1.456 ca mắc COVID-19, thì đến cuối năm 2021, con số này đã lên hơn 1,6 trường hợp. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, với sự xâm nhập của biến chủng Omicron, và có thể sẽ còn xuất hiện thêm những biến chủng khác, tiếp tục đòi hỏi sự nỗ lực lớn hơn trong công tác phòng chống dịch. Ngành y tế tiếp tục là lực lượng nòng cốt, cùng với các lực lượng tuyến đầu khác đã, đang và sẽ quyết tâm trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 với mục tiêu trên hết, trước hết là bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân. Ông Long nhận định,
dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trong năm 2022. Thậm chí COVID-19 có thể xuất hiện các biến chủng mới, làm cho dịch diễn biến phức tạp hơn, khó lường hơn với số ca mắc có thể tăng nhanh ngay cả khi đã tiêm vaccine. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. WHO, Omicron tàng hình đã xuất hiện tại 57 quốc gia. Ngày 1 tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thông báo phiên bản mới của biến thể Omicron BA.2 mà các nhà khoa học gọi là Omicron tàng hình đã xuất hiện tại 57 quốc gia trên thế giới, cụ thể trong bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần. WHO cho biết, kể từ khi xuất hiện vào cuối năm 2021, biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã nhanh chóng trở thành biến thể chủ đạo trên toàn cầu. Hiện biến thể này đã chiếm tới 93% các mẫu xét nghiệm thu thập trong tháng qua. Omicron có các biến thể phụ gồm BA.1, BA.1.1, BA.2 và BA.3. Trong đó, số liệu từ cơ sở dữ liệu GSET cho thấy BA.1 và BA.1.1 hiện chiếm 96% tổng số mẫu nhiễm Omicron được giải trình tự gen. Đặc biệt, số ca nhiễm biến thể BA.2, phiên bản tàng hình của Omicron, do khó bị phát hiện trong các mẫu xét nghiệm PCR, đang gia tăng nhanh chóng. Đến nay, các mẫu giải trình tự gen chứa BA.2 báo cáo đã được ghi nhận ở 57 quốc gia. WHO cho biết, tại một số nước, BA.2 đã chiếm tới hơn 50% số mẫu Omicron giải trình tự gen. Theo WHO, hiện vẫn còn rất ít thông tin về sự khác biệt giữa các dòng phụ của biến thể Omicron và tổ chức này kêu gọi có thêm các nghiên cứu về điều này, bao gồm độc lực, khả năng lây truyền, khả năng né tránh phản ứng miễn dịch. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy BA.2 có khả năng lây nhiễm cao hơn so với Omicron phiên bản gốc BA.1. Bà Maria Van Kerkhove, một trong những chuyên gia hàng đầu của WHO về COVID-19, cho biết thông tin về Omicron tàng hình rất hạn chế, nhưng một số dữ liệu ban đầu cho thấy BA.2 có tốc độ tăng nhẹ so với BA.1. Bà cũng nhấn mạnh, COVID-19 là một trong những căn bệnh nguy hiểm và người dân nên cố gắng để phòng tránh lây nhiễm. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Trung Quốc tuyên bố tìm ra kháng thể vô hiệu hóa Omicron. Nhóm nghiên cứu Đại học Phúc Đán cho biết họ phát triển loại kháng thể mới có thể vô hiệu hóa Omicron và các biến chủng nCoV khác. Giáo sư Hoàng Jinghe ngày 1 tháng 2 cho biết kháng thể mới chống Omicron được phát hiện tình cờ khi nhóm nghiên cứu Đại học Phúc Đán ở thành phố Thượng Hải đang tìm hiểu một căn bệnh khác. Kháng thể mới được tổng hợp từ các thành phần của hai loại kháng thể do tế bào miễn dịch của con người tạo ra. Hoàng cho biết nhóm của bà và các cộng tác viên tại Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng Quốc gia về bệnh đường hô hấp ở Quảng Châu đã phát triển được 8 kháng thể chống Omicron trong thời gian ngắn. Các kháng thể mới có thể được sản xuất bằng phương pháp cơ bản và trở thành vũ khí mạnh mẽ để hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!